Báo thức, đó là ngày đặc biệt. 23. Ngày 24. Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Là một ngày đặc biệt đấy. Nếu mà biết thì comment ở phía dưới giúp mình nha. Anh Hoàng. Nè, nàng không biết phép lịch sự hả? Không biết gõ cửa sao? Hôm nay chàng có biết là ngày gì không ạ? Hơi thôi. Nàng vô duyên vừa thôi, ngày gì thì kệ chứ. Đi ra cho người ta đi vệ sinh. Đi ra. Anh Hoàng. Nàng, sau này chừa đi nha. Đi không gõ cửa gì hết rồi. Đợi thiếp. Anh Hoàng ơi, chàng biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay hả? Hôm nay là ngày 24 dương hàng tháng, cũng như ngày rằm tháng 2 đó. Nàng xem, đi mua hoa quả và cúng các cụ đi. Thế chàng không nhớ hôm nay là ngày gì thật à? Nhớ rồi còn gì. Thôi nàng đi ra cho ta làm việc đi nha. Đi đi, ta làm biết bao nhiêu việc đây. Đáng ghét. Ngày đặc biệt như vậy mà cũng không nhớ nữa. Chắc là hết yêu mình rồi. Chả chịu nhớ gì cả, chỉ biết bản thân mình thôi. Tắm nè. Anh Hoàng, chàng nhớ rồi à? Nhớ gì? Ý ta muốn nói là hôm nay nàng ở nhà ăn cơm một mình, ta đi công chuyện nha. Trời ơi. Vâng. Bye bye. Bảo đi, lại đi ngay à? Ấy, còn mẹ ghẻ và em cám nữa, chắc hai người ấy không quên đâu. Quảng ăn tu gì? Mẹ thua rồi nha. Cám nha, mày làm con tao mà bị dán vào mặt tao hơi nhiều rồi đấy. Chơi tiếp, chơi tiếp, chơi lại. Biết đâu lần này con lại thắng nha. Chơi thì chơi, mày lão nháo. Nào. Quảng ăn tu gì? Thắng rồi, thắng rồi, mày chết. Huê mà, con đánh vỡ thằng Kim đi này. Đấy, thằng Kim đấy. Hoa đâu? Hoa nào? Con tao! Trời, tao chơi 10 ván mới thắng được có 1 ván. Mày thò tay vào làm cái gì? Trời, lại hoa chứ. Thôi, mẹ cứ hạ hỏa, hạ hỏa. À, mẹ với em Cám có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Đặc biệt cái nỗi gì? Hôm nay là ngày đen nhất của tao đấy. Là ngày tốt của em á. Thôi mày lướn 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 đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Ấn tù si. Đúng là gia đình này si. Chẳng ai thương si. Mình hết. Ấn tù si. Lại là mày. Cái gì? Mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì thật à? Mày hỏi gì mà mày hỏi lắm thế? Có thấy tao đang bực mình không hả? Thôi tốt nhất là chị bước đi đi. Không là mẹ em ba máu xấu cơn lên. Mệt lắm. Nhà mẹ nha. Về tiếp đi. Đây, tại cái viết của mày chứ ai. Đúng rồi. Nên mẹ cũng bị đen lây đây nè. Mẹ bước. Bớt đi. Mất thời gian, chơi tiếp mẹ. Bắn tu si, bắn tu si. Hết đen rồi. Muộn rồi, sao mẹ vợ lâu thế nhỉ? Có khi nào bí mật lộ không ta? Ủa làm sao được, tao đây này. Mày nghĩ mẹ đây ngu à mà không biết đúng rồi. Đây siêu sao Hollywood, 5 sao đấy. Gấp một thị trường đấy. Thôi hai mẹ con xuống đi, nhìn nguy hiểm quá đó. Xuống rồi. Ôi. Đấy. Giờ còn nhát hả? Đấy. Mà con hỏi nè, hai mẹ con vẫn theo kế hoạch chứ hả? Ui giời, mày chả tin tưởng nghề diễn xuất của hai mẹ con tao gì cả. Gì? Là nghề của mẹ con tao mà. Biết chưa hả? Rõ chưa? Vậy thì tốt, tốt. Chứ con yên tâm rồi. Chán quá. Trời ơi là trời, chẳng ai nhớ đến thề sinh nhật của mình gì cả. Chẳng quà cáp gì. Trời đói quá, không tìm được con mồi nào. Nó kìa. Này, mấy người định làm gì? Có tiền tôi hét lên không hả? Cô em ở đâu mà nhìn thơm vậy? Cho anh làm quen được không? Tôi không làm quen với người lạ. Canh tránh ra. Chạy đi đâu cho nắng em.
Càng chạy anh càng thích. Lên lên. Quá. Wow. Chạy đi đâu? Các người tha cho tôi đi mà. Mà có biết ta là ai không hả? Tôi tin là ta sẽ bảo vua xử lý các người không? Em là người của vua hả? Thì bọn anh là bố của vua nha. Cho anh làm phán. Anh cũng thế. Ông ta làm gì? Thủ theo đó. Đứng lại. Đâu rồi? Đó đâu rồi? Nè, trong đây. Đi. Đi. May quá, thoát rồi. Không biết mà bị bắt, mình phải làm sao nữa? Má. Em nghĩ thoát khỏi được bọn anh sao? Này, thả tôi ra. Hai người định làm gì hả? Em hỏi làm gì hả? Tí nữa là biết ngay. Chắc biết. Tôi hét lên đi nhé. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai hét không? To lên. Âm thanh vẫn còn nhỏ lắm. To lên nữa đi. To lên. Các người có ai không? Nha. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi xin mấy người mà, thả tôi ra đi. Hôm nay là ngày ý nghĩa quan trọng với tôi. Mấy người trói tôi thế này, tôi không chịu đâu. Hey, anh hôm nay sẽ biến ngày đặc biệt của em thành một ngày tuyệt vời luôn nha. Ok. Anh này, đi tắm rửa. Tao đi mua chút nước hoa. Hả? Đồ khốn nạn, mấy người kia, có giỏi thì thả ta ra, đấu tay đôi này. Ê, em cứ hét đi nha, bọn anh sẽ về sớm ngay thôi, 1 phút 30 giây, đi. Không được rồi, mình phải tự tìm cách thoát ra thôi, chứ mọi người đâu có nhớ tới mình đâu. Sao khó vậy? Làm sao đây? Cố lên, cố lên. Bụng chặt quá. Sắp được rồi. Được rồi. Đi thôi. Cũng chưa về. Mình không muốn bị bắt lại đâu. Thấy thơm không? Em thấy thơm. Đi. Đứng lại. 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 Đi đâu? Hết đường rồi. Mấy người mà tiến lại là tôi nhảy xuống đây. Ê, đừng nhảy. Bình tĩnh nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật tân sinh. Mừng ngày tân sinh tân ra đời. Happy birthday tân sinh. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật con gái. Mọi người, hóa ra mọi người vẫn nhớ sinh nhật con à. Con cảm động quá. Chả nhớ thì không à. Đúng rồi. Tao nuôi mày từ bé đến lớn. Đúng rồi. Không nhớ làm sao được. Cái ngày đấy á là em được cướp quà của chị, nên là em cũng nhớ nhiều lắm. À, thế còn hai cái người này? Còn em là viên quần chúng cho anh Hoàng Hay đó. Vì ta muốn tạo bất ngờ dành cho nàng thôi mà. Tâm, hôm nay là sinh nhật của nàng. Ta chúc nàng mãi mãi xinh đẹp và luôn luôn bên ta. Và nhớ là hậu phương vững chắc của ta. Cảm ơn. Trời ơi. Chúc gì mà ngôn tình thế. Nhìn em đây này, em chúc chị sống dai như đĩa, đẻ nhiều như ngái, và đặc biệt là nói nhiều như con vẹt. Con tưởng mọi người quên ngày sinh nhật của con rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ước đi, ước đi chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Gia đình ta mãi hạnh phúc như này. Yeah. Vậy thì chúng ta khai tiệc thôi nè. Đúng rồi. Ta xin thông báo, ở nhà ta đã mở một mâm cỗ. Chúng ta về khai tiệc ăn mừng sinh nhật tám thôi. Đi 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 lấy. Nhưng mà đúng là có ăn tìm đến, có đòn thì tìm đi các bạn ạ. Đợi tay với. Ủa, ông chủ bán tôi 2 vé vào chơi đu quay. Ủa, nhìn hai đứa này cứ nghèo nghèo dơ dơ làm sao á. Không đủ đâu anh Lâm, tôi còn có 2 đồng này thôi. Hay là ông chăm chút cho bọn đúng tôi rồi. Chăm trước cái gì? Vé vào của tao là 100 đồng. Coi như tờ này tao cầm nó cọc trước. Bao giờ đủ thì quay lại đây. Nhưng mà mình ơi, hai mẹ con thiếp muốn vào chơi.
Được rồi, mình yên tâm. Đây, ông nhìn coi đủ không? Vàng hả? Thằng này, mày để đâu mà hôi vậy? Lê Trang, đây là đồ gia truyền của nhà mình. Bây giờ nàng đưa cho người ta thì còn gì gọi là đồ gia truyền nữa. Không sao đâu, vì nàng và con ta có thể làm tất cả. Thôi được rồi, cái này ta tạm nhận. Hai đứa bay vào chơi đi. Ta cảm ơn. Ủa? Chỗ khu vui chơi này mẹ con ta bao cấp. Đúng rồi. Chỉ để cho con gái yêu của ta chơi thôi. Ờ nè. Còn hai con người này á, làm sao mà đủ tầm chơi với bọn đây? Đuổi. Đuổi đi. Kìa mẹ, nể tình mẹ con mình, cho tắm cho con chơi nữa được không? Thôi, hai người bây giờ đứng dẹp xéo một bên đi, cho hai bà này chơi chán rồi hai người vào ha. Bọn ta đặt trước mà. Con gái yêu của mẹ cứ chơi thoải mái. Chơi lên mẹ. Thích chơi cái gì ở đây cứ chơi hết nha. Vui quá mẹ ơi. Hôm nay mẹ con mình chơi đến tối, cho bọn kia khỏi chơi. Đúng rồi, chơi không về con ngủ ở đây luôn. Đứng ở đó mà nhìn mẹ con ta chơi nha. Đúng rồi. Vui không con? Vui quá mẹ ơi. Úi dạy, đói quá. Ăn đi con, tốt cho bầu lắm đó. Bọn kia làm gì có hoa quả mà ăn. Mình vợ yếu rồi, con mỏi không được. Con, cứu bé. Cứu mẹ. Tao bỏ mày hụi mẹ mà mày cứ tán mẹ như thế hả? Kéo ra. Trời gãy răng rồi. Mẹ ổn không đó? Hai đứa kia, cười cái gì? Đây thì cười. Con xin. Con xin. Này con xin à? Mày xin à? Xin. Đây thì xin này. Xin này. Xin nữa đi. Xin à? Mẹ. Hai người dừng lại đi mà. Mẹ. Hai mẹ con đừng có quá đáng nha. Không để vợ con đang mang bầu, hai người không sống với con đâu. Không sao má? Mày nghĩ mang bầu là con á? Anh làm đi, làm đi, làm đi. Đó, làm đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi này. Thôi anh Hoàng ơi, hay là chúng mình ra chỗ khác chơi đi. Thôi thôi, mình đi. Thế còn được, ông chủ đâu? Dạ, em đây. Một tí đô. Cầm lấy. Bây giờ ông biết làm gì rồi chứ? Em biết rồi, yên tâm. Đi đi. Nào, nè hai cái cô cậu này, dừng lại. Bây giờ chỗ tôi đóng cửa rồi, không tiếp nữa. Đi về. Bọn ta đã chơi đâu? Về đi, bỏ lên. Đi. Thôi nàng, mình về thôi. Tao hứa mai sau tao giàu sẽ mua tất cả chỗ này cho nàng. Chàng hứa đi. Con lại ông đi qua, lại bà đi lại. Ông bà ơi, cho con xin mấy đồng. Nhưng mà ta đã hết tiền rồi, không còn tiền cho anh ta nữa. Ông bà có làm tiền đi, cho con xin mấy đồng để ăn cái bánh. Chứ mấy ngày hôm nay con đói bụng lắm rồi. Đúng rồi, chúng ta còn hộp sữa tối nay uống. Hay là chàng cho người ta đi. Nhưng mà hộp sữa đó để cho nàng và con uống mà. Không sao đâu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà. Chàng cho ông ta đi. Nè anh, hả? Hãy uống đi. Tôi cảm ơn hai người, nếu sau này thành công tôi sẽ báo đáp. Anh uống từ từ thôi, để ngẹn. Uống từ từ thôi. Nè, hai người có lòng tốt, quan hộ ta cái hộp nha. Tôi đợi hai người, tôi đi đây. Tạm biệt. Cẩn thận nha. Bye bye. Mình về thôi chàng. Em ơi, chúng ta gặp tiên rồi. Đợi ông ngài. Đợi ngài. Mình về thôi chàng. Chơi vui không con? Sao bọn kia lại nhiều tiền thế này? Mình đổi đời rồi đây. Giờ mình không lo về cuộc sống nữa. Đổi lo này, gì hết. Tiền ở đâu mà có được đây? Mẹ, mẹ khóa két chưa? Con thấy tiền này quen lắm. Hay là tiền nhà mình nha? Ừ đúng rồi đấy. Trả đi. Trả tiền đi. Nè, tiền này tiền của bọn con nha. Con không ăn trộm ăn cắp ở đâu hết. Mày đưa đi. Tao báo công an đi. Trả con. Đi trả tiền con mà. Hai người đừng có mà vừa ăn cắp gì lạ làng. Chúng mày. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Để tao xem mày giữ tiền đến bao giờ. Đây, làm nhanh cái tay lên. Vì lũ chúng mày mà thiếu lương thực đấy. Tụi em làm nhiều phải ăn nhiều chứ, đúng không mày? Chúng mày còn cãi nữa à? Làm đi. Cãi đâu? Này, không cần phải làm những công việc bẩn thỉu này nữa. Đi theo ta, ta trả cho chúng mày lương gấp 3. À không, okay. 30. Có gì, bà cứ nói đi. Làm cho ta một việc này, thích bao nhiêu tiền? Ta cho. Đấy. Được thôi, chuyện này đơn giản. Chúng ta
đi thám định kỳ coi con thế nào. Ây à, gãy chân ta rồi, các người mau đền ta đi. Nè, bọn ta có làm gì đâu mà bị bắt đền. Các người va vào ta làm ta ngã mà còn nói được à, mau đền ta đi. Nè, do con không nhận, con đụng vào ta trước mà. Ta nghe bán mặt, cô đừng có mà ăn vạ nữa, bọn ta biết thừa rồi. Thôi, ta đi, mặc kệ cô ta. Các người dám đi sao, lính đập. Đâu nè, các người, có trả tiền không? Mấy người định làm gì hả? Có tên ta la lên không? Không đưa tiền cho chủ nhân tao, tao đánh chết. Bọn ta làm gì? Bọn ta không đưa. Đúng rồi. Không đưa. Không đưa. Thành công rồi đấy mẹ. Kế hoạch của mẹ con mình thành công rồi. Dạ. Ở trong rồi. Đừng mà. Trong. Dừng đây lại. Đừng đánh nữa. Anh Thường. Mình đây đi. Chết mẹ. Chết mẹ. Ui, ông kia có phép thuật mẹ ơi. Ông ấy là tiên mà. Ông kia kìa, chạy đi. Muốn chạy thoát sao? Các ngươi. Hai cô cậu có làm sao không? Bọn ta không sao. Thất bại rồi. Chuồn con ơi. Cảm ơn ông ạ. Làm việc xấu mà đòi chạy thoát sao? Mẹ ơi, sao mẹ lại biến thành lợn thế này? Mày nhìn thấy mình đi rồi nói người khác. Trời ơi. Không hiểu đó. Hả? Không được rồi. Nhẫn định chạy kiếp sau. Những người làm vậy sao? Đều bị trừng trị. Nhưng mà là người nhà của mình mà. Hai người yên tâm, họ làm việc tốt, họ sẽ được trở lại như bình thường thôi. Vậy thì cảm ơn ông một lần nữa. Không cần cảm ơn đâu, hai người xứng đáng mà. Thôi, ta có việc ta đi trước đây. Dạ. Tạm biệt ông. Mình về thôi. Nè, Tâm. Anh Hoàng ơi. Mình chết rồi, đi. Chết rồi, đi. Đau quá. Chiu. Giúp tiếp cầm đồ với. Nặng quá, anh Hoàng ơi. Chết này, nàng không thấy ta đang kém tim à? Cứ phiền mãi. Anh Hoàng, anh Hoàng. Nhìn đám nhà mình. Tâm. Ui dồi ui, bọn thế này mà cầm đồ vậy. Ui, cái thằng Hoàng kia. Thằng Hoàng. Lại đây mẹ bảo, lại cái gì nữa? Còn có thấy vợ con đang bầu bí to thế này không hả? Không ra xách đồ hộ nó, còn đứng đấy mà chơi game à? Này, anh có phải đàn ông không? Nếu anh không phải đàn ông thì anh tự vá cái bụng mà đẻ đi. Bây giờ người ta đẻ cho anh mà anh lại còn như thế à? Anh đi mà anh cầm cái máy nằm ngang như thế kia là em đã thấy ngứa mắt rồi. Con người phải có ý thức, có giáo dục chứ. Bố mẹ anh không dạy được thì để bố mẹ em dạy. Lẹp bẹp. Anh là chồng thì anh phải ôm mấy cái này đi chứ không phải em đâu. Anh dám bảo em đẹp đẹp hả? Cái điện thoại. Cam. Tránh ra. Ôi trời ơi, điện thoại của tôi. Ôi dồi ôi, điện thoại 15 Pro Max của con mới mua. Mẹ, mấy người thật là quá đáng. Con không chơi với mấy người nữa. Rồi con sẽ phải hối hận nha con nha. Rồi anh sẽ phải biết cái mùi của em. Bực mình à, đi về con. Ui giời ơi, máy mình mới mua, thế mà đã vỡ rồi. Đúng thật là phiền phức mà. Đã thế à, mày mình mua con máy khác, tấm hết nói luôn. Này, dậy. Dậy đi. Dậy. À. Này, cậu là ai, sao lại nằm đây? Đang mang bầu như thế này á, gió máy vào nguy hiểm lắm. Đúng rồi đấy. Bầu gì? Mấy anh này. Sao? Đứng dậy đi. Sao? Đi về đi. Sao bụng của tôi với các anh lại to như thế này? Thế là cậu không biết à? Ở vương quốc này, đàn ông chúng ta là những người mang bầu, còn phụ nữ là trụ cột gia đình, đi làm kiếm tiền đấy. Để nhà cậu được mấy tháng rồi. Ôi trời, tôi mang bầu thật sao? Thế thì cho mình hỏi là con gái hay con trai đây? À, đây rồi. Mẹ, sao con lại bị như thế này? Hay nha, không ở nhà làm việc nhà đi còn la cà quán xá như thế này à? Kết giao với mấy người này là ai? Đi về. Này con, cậu ấy đang mang bầu ấy, bà nhẹ tay thôi. Nhẹ cái gì mà nhẹ, bầu cũng phải làm. Đi. Mẹ, bầu là lừa mẹ. Bà này không có thai mà, đúng là không có quả tim chuẩn bù cho anh em mình nha. Thôi đi về. Mẹ ơi, từ từ thôi. Nhanh lên. Từ từ cái gì? Ở nhà giặt hết đống đồ này rồi thích đi đâu thì đi nhá. Mà mẹ ơi, con đã giặt đồ bao giờ đâu? Không biết thì phải giặt cho quen đi chứ. Giặt đi, nhanh lên. Nhưng cái gì mà nhưng? Giặt đi. Có cái việc bầu bí thôi mà làm như nặng nhọc lắm ý. Sao mình lại mang bầu như thế này chứ? Kỳ lạ thật mà.
mấy bộ quần áo đi. Em quần áo của em đi mà dạ. Sao lại bắt anh chứ? À, hôm nay anh lại dám quát em à? Anh tin là em bảo mẹ cho anh ra ngoài đường với cái bụng bầu kia không? Thôi Cám, em đừng mách mẹ. Quần áo để đây, anh giặt. Biết điều như thế có phải tốt không? Lần sau nhá, đừng có để chửi lên rồi mới làm. Mình cứ tự nguyện như thế đi, không ai chửi mình đâu. Anh biết rồi mà. Ừ, biết rồi, biết mãi thì phải làm đi chứ. Làm người ta mới ghét. Anh biết rồi, Cám là người xinh đẹp nhất trên thế gian mà anh từng biết đấy. Em là em không thích cái thằng đỉnh đâu. Nhưng mà thôi anh thật thà, nên là em xui xui đấy. Đúng rồi, anh là anh không bao giờ biết nói dối đâu. Đúng Cám rồi. Là xinh đẹp nhất. Còn với chả cái, con mấy việc nhà thôi cũng không làm được. Cho nên là Cám đừng có mà mách mẹ nha. Mẹ đuổi anh ra ngoài ở, không có nhà. Tội anh, tội con, tội cháu của em nữa đó. Nha, nha Cám. Nhá, nhá, nhá cái gì mà nhá. Làm cái gì mà từ nãy giờ quần áo còn chưa giặt? Dạ không phải, con. Đây đây đây, mở mồm ra là cãi. Mày... Đây thì... Ha... Cứu mạng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Thằng kia. Cám ơi. Cám. Tình đi con. Cái thằng hoàng kia. Sao bầu bí lại đi lại khó khăn như thế này cơ chứ? Tâm. Đúng là sinh ra một đứa bé lại vất vả như vậy. Tấm, ta đã đối xử không tốt với nàng rồi. Hả? Kia chẳng phải là Tấm sao? Tấm. Tấm ơi, sao nàng lại chạy trốn ta? Đợi ta. Tấm, nàng đâu rồi? Rõ ràng mình thấy nàng chạy vào đây mà. Sao lại không thấy đâu nhờ? Tấm, ta gọi nàng không nghe à? Tấm nào? Này, anh không ở nhà dọn dẹp đi. Anh chạy ra đây làm cái gì đấy? Anh tin là em phô mẹ không? Bước về nhanh. Rõ ràng anh nhìn thấy là Tấm mà. Sao lại là em? Anh bị ảo tưởng hoa mắt à? Tấm đánh gì ở đây? Chị Tấm đi công tác rồi. Anh đi về nhà dọn dẹp nhà cửa nha. Lên. Anh không về. Đi về. Chưa mà con lại bắt con Tấm xách nặng như thế hả? Dạ con hiểu rồi ạ. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao con lại có bầu ạ? Bầu đâu mà bầu, chỉ là giả thôi. Giả? Đúng rồi, là một vở kịch do mẹ và em Cám con bày ra. Giả ạ? Nhưng mà sao bụng con lại đau ạ? Chuyện là như thế này này. Nhanh, để đây này. Cho nó biết thế nào là đau bụng để. Cho nhiều vào mẹ ơi. Xong rồi đấy. Con muốn thử nha. Đấy. Mày ôm gì đấy hả con? Ừ vậy. À,
rồi. Nhưng mà còn mấy người này thì là giếng chứ làm sao nữa. Đây, bổ nợ đây. Má ra là cái mũ à? Tấm, tránh ra. Từ giờ ta sẽ chăm sóc nàng, mọi thứ cứ để ta lo. Về thôi. Này, về cái gì mà về? Của hai thằng này bà hành của tôi từ sáng tới giờ hơi bị mệt rồi đấy. Tiền á? Tiền à? Tiền à? Tiền à? Đuổi theo. Đang tung tăng trên trời, đang mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn thay. Anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây? Bây giờ muốn đưa ra bàn tay thì phải có bánh đây. Đói rồi. Đói thì bây giờ kiếm đâu ra thức ăn bây giờ? Nhanh lên, không đói lắm rồi. Kẹo dưa hấu mà chẳng thấy mùi dưa, toàn thấy mùi kẹo thôi chà nhỉ. Nàng ăn đi, ta mới trấn lột của thằng cu đầu xóm đấy. Lột cái gì mà lột? Thằng cu đầu xóm là em tao. Mấy cái thứ nghèo hèn như anh chị mà đòi ăn kẹo mút nè. Kẹo này á. Em ăn. Cán, em mau trả anh kẹo đây, kẹo anh cho tắm mà. Đau. Sao răng, sao đấy? Răng tắm. Như có con gì chạy trong mồm ta đau quá. Đây á, không quan tâm. Đau quá. Thôi để ta xem chưa nào. Không xong rồi. Hỏng. Con sao to bằng cả cái ngón tay rồi. Sâu quá. Có phải chàng lừa đánh răng không? Cái bàn chải đánh răng của ta gãy từ một tháng nay rồi. Nàng không mua ta đánh kiểu gì? Thế mà chàng không bảo thiết. Thôi được rồi, đi lên bác sĩ, bác sĩ khám răng cho. Đồ ăn ngon quá. Kẹo mút ngon như thế này anh chị á không xứng. Một hai ba bốn năm sáu. Cán gì ơi gì? đang chơi. Mẹ phải còn đứa mà chơi lên tà lên tinh với chơi game trời này. Em chơi mà còn đứa lớn bằng cái xào chọc rồi mà còn ăn bim bim, mà còn chưa kể còn ăn kẹo, không sợ bị sâu răng hả con? Mẹ yên tâm. Răng con chắc lắm. Sao làm sao được? Con sâu gặp con chạy mất dép. Nhân cái mặt ra. Trả cho con đi. Mà vẫn ăn à? Con sâu làm sao được? Ngon. Mẹ. Đau. Sưng rồi. Đau. Hả to ra. Ôi trời ơi. Cám, mày sâu nguyên hàm rồi. Ôi trời ơi. Đau quá mẹ ơi. Mẹ cho con đi khám đi. Sưng bố nó mồm rồi. Không sao đâu, cố gắng lên. Đau quá. Sao đứng mình rồi? Đau quá. Tà kẹo của anh này nên con mới bị đau răng đó mẹ. Sao lại nhìn anh rồi đổ tội? Thôi không nói nữa. Chỉ tại cái kẹo của mày chứ còn gì nữa. Đứng dậy, đi ra. Đây là chỗ của mẹ con tao ngồi. Nhanh lên. Làm gì có lý đó. Bọn con phải xếp hàng từ sáng đó. Nhanh lên. Ô con gái mẹ ngồi đi. Ô đơn quá hả con? Hai người mời anh Hoàng chị Tâm. Đến lượt mình rồi. Dạ thôi. Bé sĩ, đến lượt em rồi à. Cứu với. Em đau răng quá. Cứ bình tĩnh. Rượu uống cả chai mà gà thì đớp cả con. Đau răng là đúng rồi. Há cái miệng ra để kiểm tra xem có sâu răng thật không. Bé sĩ ơi, em mèo lắm. Ăn bữa trước còn phải lo bữa sau. Làm gì có gà mà ăn. Bé sĩ khám cho em với. Há miệng to xem nào. Há to ra. Đâu rồi xem nào. Úi dồi ôi, sao răng gì mà cứ đen ngõm như thế này. Ui, đèn quá đèn. Được đây. Sao? Thôi được rồi, răng cậu về cầm kìm bẻ là hết. Răng cậu về cầm kìm bẻ là hết. Mời bà vào trong để tôi khám cho. Bé này, cầm kìm bẻ là hết nha. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn biết chưa. Ở đây có dịch vụ gì nha? Dịch vụ của tôi từ A đến Z. Đầu tiên là phải há mồm. Ôi giời ơi này, sao răng con bà lại có cả bọ hung ở trong này? Cả bọ hung ở trong này? Tôi nhớ không nhầm là bọ hung chỉ ăn phân thôi mà. Hả? Con bọ hung này á phải to bằng cái đầu bà. Trời ơi, bọ hung này, bọ hung chỉ ăn kít thôi mà. Bác sĩ ơi, bác sĩ, có dịch vụ nào tốt nhất bác sĩ làm cho con tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chơi. Được ngay nhưng mà căn bản có tí xỉa răng tí. Xỉa răng tí. Chỗ này chưa đủ xỉa răng. Tôi thấy là phải nhích một tí nữa thì kinh tế mới phát triển được. Đây à, đủ chưa? Ôi giời, đủ ngay đây. Tại mình nghèo
không có tiền, thua hết người ta 80, giờ phải làm sao? Bên khoa của tôi dịch vụ rất là tốt. Đầu tiên á, muốn răng trắng á là phải lấy cao răng. Xong tiếp theo là lấy cái hàng xì hàng chọe chọe cho nó tóe lửa vào. Rồi tiếp theo chúng ta phải cạo lưỡi, lấy cao răng các kiểu, lấy răng mới đè lên cái răng cũ lại nhổ ra rồi lắp vào, rồi lấy cái hàng xì chọe vào thành cái răng. Dịch vụ là như thế. Hai mẹ con bà sẵn sàng chưa để tôi làm luôn? Bác sĩ, có dịch vụ nào tốt nhất làm hết cho con gái tôi? Được rồi, cứ tin vào tôi. Lên, chị mạm vào đây. Đầu tiên chúng tôi phải hút tủy. Giữ đầu nha, chịu đau nha. Tủy này là hơi bị thối đấy nha. Cảm ơn mẹ ăn cả chuột chết à. Sao thối thế con? Thối quá, phân gọi bằng cụ. Như thế này là phải nhổ răng rồi, nằm xuống. Mẹ ơi, con không nhổ đâu. Nào, nằm yên nha. Ha cái miệng ra, bác khám cho. Không đâu đâu, nó chỉ hơi nhói tí thôi. Đau quá Tấm ơi, đau quá. Nhanh cố lên, cô chịu một chút mà thôi, sắp xong rồi nữa. Thôi đi về đi, ta khám mà chỗ khác. Đau quá. Mẹ mình đi chỗ khác vậy. Bây giờ phải thế nào, răng ta đau quá. Đau quá chỗ ơi. Cố lên con ơi, mồm sắp hết thối rồi, sắp thơm rồi, cố lên. Con ơi, cố lên con ơi, cô chịu đau một xíu nữa thôi, sắp được rồi, sắp thơm mồm rồi. Chị đi đâu vậy à? Em ra chơi tí thôi mà. Em ra đây dám trốn bờ chạy đi ra đây hả? Khám bệnh. Khám bệnh mà. Chị sao lại bắt bác sĩ đi? Đang khám mà. Giấy chứng nhận tâm thần. Tâm thần ư? Đúng vậy, đây chính là bệnh nhân tâm thần chúng tôi vừa bắt được. Đi, đang khám mà. Anh thôi không khám nữa đâu. Dễ ra giúp bà đây, bà đợi rồi. Bệnh nhân tâm thần á. Mẹ thương, mẹ thương. Sao mẹ đưa con đến cái chỗ thằng tâm thần thế này? Mẹ thương mà. Mẹ để cho thằng tâm thần nó nhổ răng biến như vậy. Cố gắng lên, và ba bữa nữa nó sẽ tự khỏi thôi. Lại còn tự khỏi nữa. Đang chữa bệnh mà. Không đi đâu, không có đi đâu. Đang chữa bệnh mà. Không đi đâu, không về đâu. Sợ tim lắm, sợ tim lắm. Bệnh nhân tâm thần á, may là không chữa đó. Nhưng mà răng ta đau quá, biết làm thế nào? Đi tìm bác sĩ khác xem thế nào, hay xem có ai giúp được chúng ta không. Đi. Gãy chân rồi, có ai không cứu tôi với? Tấm ơi, ở kia có người gặp nạn kìa, đi ra xem. Gãy chân sắp chết rồi. Ông có sao không? Ông có làm sao không? Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều nha. Mà mầm cậu bị làm sao mà sưng dù hết là như thế kìa. Dạ thưa ông, chuyện là chồng cháu bị đau răng, vì cả tháng không đánh răng, bây giờ tìm bác sĩ mãi chẳng thấy. À, thì ra là bị sâu răng. May là cô gặp đúng người rồi đấy. Tôi có lọ thuốc sâu răng đây, xúc miệng cái là khỏi ngay. Sao lại có loại thảo dược thần kỳ như vậy sao ông? Cảm ơn ông nhiều ạ. Cậu cứ thử luôn đi, hiệu nghiệm lắm, gia truyền nhà ta đấy. Đỡ chưa? Chàng thấy sao rồi? Nè à, nè xem nè. Trời sao nó mất luôn kìa. Đúng là thuốc hay thật đấy. Cái này thể chiều ra em thành gà tốt. Thật là cảm ơn ông. Không có gì, ta tặng cậu chai thuốc này coi như là trả ơn cậu vừa giúp ta. Quá. Ta đi đây. Tạm biệt ông. Ông đi cẩn thận nha. Khổ thân. Đi. Ngon đấy. Này phải kiếm thật nhiều thì mới đủ tiền ăn cà phê được. Ngồi đây tí xem có cu nào rơi đồng nào để còn nhặt nha. Thằng cu nô mua cho mình chai nước uống cuốn thật đấy. Hết rồi. Này, cái ông râu xồm xoàm kia, có chuyện gì? Ai cho ông vứt rác bừa bãi hả? Phải bảo vệ môi trường chứ. Ông có tiền mua vàng chứ không có tiền mua ý thức à? Vứt rác bừa bãi này á, ô nhiễm hết môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe ông biết không? Đường công cộng, đã thích vứt đâu thì vứt. Thằng nhà quê, ngươi thích ý kiến không? Hả? Thật là thiếu ý thức mà. Ông còn chuyện gì nữa? Ngươi bảo ai thiếu ý thức? Có tiền là đấm vỡ mồm ngươi không? Mà không được, hôm nay mình phải đi hỏi vợ. Bình tĩnh lại. Hôm nay á, ngươi may mắn lắm đấy. Đúng là con người giàu mà ý thức kém.
mình cố gắng nhặt nhiều nhiều tí để kiếm tiền tiêu Tết. Cho anh này. Tôi cảm ơn cô nhé. Không có gì đâu. Mà sao anh sức dài vai rộng, không đi tìm công việc khác mà làm, lại đi nhặt rác vậy? Cô cũng thấy đấy, mọi người vứt rác bừa bãi, nên tôi phải đi thu gom lại để cho đỡ ô nhiễm môi trường. À, thì ra là vậy. Việc làm của anh thật là có ích cho xã hội. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Tôi đi đây, bye bye. Cô ấy thật là vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa. Đi nhặt rác tiếp thôi. Ngồi đây nghỉ, tí đi tiếp. Này, tôi sẽ đi nhặt rác để bảo vệ môi trường cùng anh. Thế cô không sợ bẩn à? Không đâu, chỉ cần làm được việc có ích thì tôi sẽ đi. Thôi được rồi, cô đi theo tôi. Cho cô. Cảm ơn. Đi. Đây rồi, chúng ta nhặt thôi. Không hiểu sao bây giờ con người bừa bộn, không có ý thức gì cả, vứt rác bừa bãi thôi. Anh nói đúng đó, cứ xả rác như thế này thì hỏng hết môi trường. Phải chi á, mà ai cũng tốt như cô thì có phải môi trường này á xanh sạch đẹp rồi không? Móng đẹp quá. Nghe nói giá vàng hôm nay lên cao, sắp bán vàng rồi. Mẹ. Cái gì? Mẹ hít thử xem có thấy cái mùi nghèo nghèo mà đang xen với cái mùi đặc biệt như là mùi thấm thấm không? Quá, nhưng mà lạ lắm. Hôm nay chúng ta cũng nhặt được kha khá rồi đấy. Vậy á, thế này thì môi trường càng ngày sẽ càng xanh sạch đẹp thôi. Con Tấm lại ngồi với thằng nào thế này? Sao lại lớn ngó ở đây mà không về nhà nấu cơm mẹ nhỉ? Ngày đầu đi nhặt rác, Tấm thấy mệt không? Cũng hơi mệt, nhưng mà vui. Ồ, tóc Tấm dính gì này? Tấm, không chịu ở nhà chuẩn bị để xem mắt đi. Ra đây với cái thằng ớt ơ nghèo hèn để làm cái gì? Dạ, con không thích ông ta. Mẹ đừng ép con lấy ông ta mà, con không chịu đâu. Ông ta giàu có, tiêu tiền không phải lo. Mày sống cuộc đời an yên mày không thích à? Đúng rồi đấy, hơi già một tí thôi, nhưng mà vẫn xài tốt mà. Nhưng mà con không cần tiền. Không cần này. Kìa ba, sao bà lại đánh cô ấy? Con không có quyền lựa chọn. Mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy biết chưa? Cái gì lão hả? Sao bà lại đánh cô ấy? Cô ấy là người tốt mà. Đó là con gái ta, ta có quyền. Người biết ta chưa? Đang nói chuyện liên quan gì đến anh? Thằng con... nhà quê này. Mày á chỉ việc đi kiếm rác thôi, đừng có xí vào chuyện nhà tao nha chưa. Đi ra cửa. Thôi mẹ ơi, anh ấy có tội gì đâu. Này, nghèo cũng là một cái tội, ngu cũng là một cái tội, mà đầu đất là cái tội to hơn. Chính xác. Con gái mẹ rồi, ôi, nói gì cũng đúng hết ý. Sao mọi người lại nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người? Cái đứa nghèo hèn như ngươi á, không có quyền được nói nghe chưa? Đúng rồi. Đây, nhìn lại mặt mình đi. Nghèo hèn bẩn thỉu như ngươi, ai mà lại gần? Phải không mẹ bỏ tương lai đứng trước cho chuyện. Thằng này, ta tuyên bố cho ngươi một chuyện, tránh xa con gái bà ra, không á là bà quắt cái mồm ngươi lại đó biết chưa? Quýt. Này, Tẩm ơi. Đứng yên đây, đi đâu? Tẩm ơi, ta sẽ lấy được nàng. Nàng lấy ta, ta sẽ cho nàng tất cả mọi thứ. Ta không mất tiền của ông có đi. Không cần tiền. Ai cho được phép nói hả? Hổng láo, mất dạy. Ông ấy yêu mày, thật lòng đấy con ạ. À. Mày thử với ông ta, được giàu sang phú quý, tiền tiêu cả đời không hết, mày không biết hưởng à? Ý, mẹ vợ được làm vợ con đâu. Con rể, con rể, mày cứ đem sinh lễ đến đây, rồi mày gả con gái cho. Dạ vâng ạ. À. Đi về. Để đi, dạy dỗ lại nha. Tạm biệt. See you again. Đi về. Đi. Ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa đâu. Hoàng thượng, ngài còn ở đây nhặt rác nữa à? Sắp đến giờ lên triều rồi. Đưa ta. Người về trước đi, ta có việc cần giải quyết. Hoàng thượng, hoàng thượng định đi đâu vậy ạ? Nhà thì giàu mà lúc nào cũng giả nghèo giả khổ để nhặt rác. Nhanh lên, nhanh lên. Hôm nay là ngày hứa của con phải vui lên chứ. Mẹ. Cười lên. Nhanh đi, chú rể đang đợi kia kìa. Đi. Sắp có tiền rồi. Mẹ, ngày trọng đại, lo toan nhiều việc nên ngủ gật hả con? Cũng hơi cầu kỳ tí mẹ. Nhưng mà vì vợ tương lai của con nên con sẽ cố gắng. Mẹ trả luôn đi mẹ ơi. Bạn vậy lắm, nhiều lắm. Thơm, mùi tiền á. Cắm, tím lại với con. Con rể, vàng với xe này là của con à? Dạ đúng rồi mẹ. Đây là mẫu xe mới nhất năm 2024 con mới tậu được. Vàng với tiền của con bao la. Nếu mẹ sẵn sàng gả con gái của mẹ cho con sẽ tặng hết tất cả cho mẹ. Cả đây nữa à.
cho mẹ tức á. Mẹ ơi, con xin mẹ, con không lấy ông ta đâu, con đã có người trong lòng rồi. Mày đừng có nói với tao là cái thằng khố rách áo ôm đấy nha. Dạ vâng, đúng là anh ấy ạ. Thế là dở rồi mẹ. Đây, mẹ nhìn đi, yêu cái thằng đó là chỉ có bao tải rác thôi chứ làm gì được bao tải vàng. Có thật yêu ta là bao tải rác không? Mày định bay phong với ai cơ chứ? Đúng rồi, gì? Hả? Làm con cứ ngờ ngợ, chắc là móc được cái bộ quần áo đẹp phết ở bãi rác á. Đây, cẩn thận. Ta cũng muốn lấy cô ấy. Muốn lấy cô gái bà à? Mày đòi lấy con gái bà? Mày nghĩ mày là ai? Đừng có mơ. Nghèo kiết xác như ngươi mà đòi lấy tấm à? Ngươi nhìn đi, nhìn thấy gì chưa? Dạ, hoàng thượng đây ạ. Như này đã đủ chưa hả mẹ vợ tương lai? Ui, nè, con kia. Này, đi đâu đây? Này, anh đi vay lãi ở đâu đấy? Tao trả người ta đi. Nàng yên tâm, đây không phải là tao vay đâu. Toàn bộ số này là của ta đấy. Ôi mẹ ơi, cái tên này là dầu thật hay dầu giả mẹ nhỉ? Trời mẹ ơi, đồ thằng kia chắc toàn đồ đi thuê. Vàng đó là vàng giả chứ không ai cái gì. Ừ nhỉ. Hả? Tên kia lão mắt người bị đuôi à? Người có biết đang nói chuyện với ai không? Tôi biết đây chính là hoàng thượng đấy. Thôi bình tĩnh lại, hắn đâu muốn chết được hoàng thượng. Cái tên này thuê được hai diễn viên như Hollywood đấy nhỉ. Hay thật á, nhìn ăn mặc đồ ai vậy thôi chứ có cái gì đâu. Đúng mẹ đấy, đã nghèo được cũng thích là màu. Thôi lấy tiền đấy về mà kêu tết đi nha. Khi quân phạm thủ cái gì? Quân. Vào đây được rồi, tấm lòng của ta. Ok, quay về đây. Hôm nay mà không cưới ta nha, là đánh gãy chân nó. Ồ, cướp dâu rồi mẹ ơi. Hoàng thượng cũng biết chưa? Ôi này, cái thằng mất nết kia. Nè, mau đi theo ta. Đi thôi hoàng thượng. Đi. Cướp dâu. Tình khốn kia, ngươi đợi ta đi. Đại ca ơi, mau đến cứu em. Mau đứng lại cho ta. Hôm nay á, ngươi xong đời rồi. Chị ơi, ra đây. Đây, thằng này bắt nạt em này. Nó đó. Hoàng thượng, em có mắt như mù. Ghê nhờ, dạo này cô còn lên làm cả đại ca cơ à. Này chị ơi, sao chị phải quỳ cái thằng nghèo hèn này cơ chứ? Ai ôi lão. Hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân. Mau quỳ xuống, em không bao giờ quỳ cái thằng nghèo hèn này đâu. Mẹ ơi, biến cách, hình như khả năng là chúng ta sẽ trở thành dòng họ hoàng tộc. Căng cực. Búp bê à, tên đàn em này của ngươi quá hốc hách, cần phải dạy dỗ lại. Nô đâu? Dạ, lên, vượt. Hoàng thượng ơi, không, em xin. Hoàng thượng, thấy tha cho đàn em. Hoàng thượng, tha cho em mà. Hoàng thượng ơi, cứu. Mẹ ơi, khả năng là hoàng thượng thật rồi. Đi hút vàng thôi. Con rể của mẹ. Anh rể yêu quý của em. Tôi tưởng hai người chê tôi nghèo hèn, khố rách áo ôm, không xứng đáng mà. Ui, không phải đâu con, để là mẹ thử lòng con thôi, con biết chưa? Mẹ em đang đốt cái thử thôi. Con có đồng ý lấy tấm nhà ta làm vợ không? Có. Đúng rồi. Chị có đồng ý không? Thế thì nhà ta tổ chức đám cưới. Sao mọi người lâu tới thế nhờ? Chắc là mọi người sắp tới rồi hoàng thượng ạ. Đây, cô dâu tới rồi hoàng thượng. Đấy, con gái của mẹ Thùy Mỹ Nết Na, con chung con hạnh đủ cả con ạ. Em đến đây làm vợ của anh đấy. Nô, sao lại có mỗi một người thế này? Em... hoàng thượng ơi, mọi người đang tới rồi kìa. Hoàng thượng ạ. Wow, nàng ấy đẹp thế. Này, con tấm kia, ai cho con đến đây hả? Việc nhà không lo làm đi. Mẹ, đuổi chị Tấm về đi. Chị Tấm tới đây cướp chồng của con, đuổi về đi. Để mẹ, đi về. Không, con. Đi về. Bây giờ muốn ở nhà ăn cơm hay là ở đây làm vợ vua? Đi về. Nhưng mà con, mẹ, con. Không có lý do lý trống gì hết. Đi mẹ. Về. Đi, dừng lại. Trong cuộc thi lần này, ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giàu nghèo, cao thấp, sang hèn. Về thì biết tay ta. Thân em vừa nhám lại vừa xì, mỏng mỏng thơm lừng dưới biển sâu,
ngon dở rắn nát tay kẻ nặng, trộn cùng hương vị thấm nồng yêu. À, đã rắn rắn lại còn nát nữa chứ, đọc mấy cái câu thơ đây ai mà hiểu được gì. Mỏng mỏng thơm lừng dưới biển sâu, ngon dở rắn nát tay kẻ nặng. Câu thơ mà ta vừa đọc cũng chính là đề thi. Và ta có một gợi ý cho hai nàng, đó chính là món ăn. Rắn 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 rắn, món ăn, đố ai mà hiểu được chứ. Đố ai mà hiểu được chứ. Mẹ, cái gì? Cái mẹ rắn rắn rắn, rắn nát ý, là món gì nhỉ? Mẹ sống 40 năm trên cuộc đời, chưa bao giờ nghe thấy món này bao giờ. Thế 40 năm đấy của mẹ đắp đất à? Đúng thì đấu hết rồi. À ha, còn ăn nhiều thì cô phải biết chứ. Okay, hai mẹ, người không đi chị theo đi à đâu á? Cứ chạy theo chị Tâm, trông chị Tâm ngu ngu thế mà khôn phết. Ôi trời, chạy gì mà như ma đuổi thế mẹ? Hay là ăn trộm ăn cắp gì? Ăn trộm ăn cắp gì? Nó sắp tìm ra nguyên liệu rồi đấy. Ra bờ xong mà tìm nguyên liệu gì? Cứ đi theo mà xem. Có thấy trứng đâu không? Hết sạch 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 rồi. Nó lấy hết sạch rồi. Hết sạch rồi. Này, tổ chim này. Vứt đi. Để có mấy cái trứng thế gì cũng làm cái tổ đó. Này, mẹ con mình đi theo con Tắm đi, không là lỡ mất việc đấy. Đi. Mẹ giữ con làm gì? Mẹ giữ mày đâu, mày giữ mẹ làm gì? Thế ai giữ à? Ai cho các ngươi phá nhà mà lấy con của ta? Thì ta đã lấy được gì đâu, cứ nhìn thấy ta xem. Mà bảo ta lấy con của người. Người buồn cười thật ấy, nhìn cái mặt cũng tử tế mà tâm hồn không tử tế chút nào. Bực mình thật ấy. Đuổi nhiều nó mổ đi, ăn cướp còn la làng à. Một chết đi. Mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ thấy con chim đó đâu không mẹ? Nó mổ mẹ béo cả mồm đây nè. Nói bực mình mà tất cả là tại chị Tâm ấy. Ừ, còn nói đúng ấy, tất cả là tại nó. Mình phải đi tìm nó. Chị Tâm kìa. Nó kìa. Ai lùi mẹ mồm được có đẩy. Mẹ chị Tâm sắp qua rồi đó. Hành động đi, hành động đi. Cứ để nè. Mà rong biển vơ một lúc là được một đống ngay. Sao con Tấm nó lại câu mấy cái thứ lạ lạ thế nhỉ? Hay là liên quan tới bài thi mẹ nhỉ? Còn hỏi ngu thế. Còn hỏi ngu thế. Không liên quan đến bài thi thì nó câu làm cái gì? Mất thời gian ra. Đây, rong biển mà cô cần đây. Đi qua anh đây. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Thôi ta đi câu tiếp đây. Ừ nhỉ. Ui, nó đi rồi kìa. Đi. Tự nhiên lại làm được một mớ. Ai hốt mà. Thằng cu kia, mau câu cho bà mấy cái thứ giống con kia vừa mới nhờ ngươi ấy. Giống y như thế đấy. Bà muốn câu thì phải có tiền. Tiền này, tính tiền tao bỏ người xuống sông không? Bây giờ sao? Câu đi. Thôi để tôi câu, nhanh đi. Ngươi mà không câu được á, chết với bà. Cứ bình tĩnh. Câu chạy lên. Ôi, đây rồi. Kêu. Ủa, cái gì đây? Ở rong biển đâu? Đi rong biển hả mẹ? Ngu lắm con à. Nhìn thế này mà bảo rong biển à? Đây là que củi đấy. Chả hiểu kiểu gì. Ai ui. Ồ, hai cái bà này làm gì đây? Bực mình không thể câu nữa. Chỗ cần luôn đi. Không sao, mẹ con mình cầm cái cân này đi cậu. Ui, không sao, mình vẫn câu được con à. Đi. Năm nay thất thu như thế này thì lấy cái gì đổ vào mồm đấy chứ? Đổ cái đấy vào mồm có uống không về? Đủ chưa? Ăn một đời luôn á. Hai người muốn ta làm gì?
nói luôn, ngươi chỉ cần giúp mẹ con ta một việc rất là đơn giản thôi. Thế này là đủ nguyên liệu rồi đấy, mình mau mang về thôi. Tấm, mau đưa hết đống đồ kia cho ta. Không, không được, cái này ta dùng để tham gia cuộc thi mà. Ngươi không đưa thì sẽ phải chết. Không biết các thí sinh thi thố thế nào rồi. Tấm, đứng lại. Tấm, mau đưa giỏ đó cho ta. Khi chẳng phải cô gái tham gia cuộc thi của mình nữa, gặp nguy hiểm mà. Đâu rồi? Hả? Tại sao ngươi lại ra trước rồi? Rượu mời không uống lại muốn được phạt sao? Mommy, cô thật to gan, dám hành hung trên vương quốc của ta. Lùi đâu, dẫn về. Đi, mau thả ta ra. Cô, chuẩn bị tiếp cuộc thi đi. Dạ. Con Mommy này, đúng là vô dụng mà. Mất bao nhiêu tiền với nó. Vẫn là để hai mẹ con mình tự ra tay. Đi mẹ. Hôm nay, Tấm sẽ hướng dẫn các bạn làm một món rất đặc biệt. Đó chính là kim bát chúng ta sẽ cho cơm vào cuộn rong biển. Khi cho cơm vào rồi thì chúng ta sẽ dàn đều ra rồi cho phần topping vào. Mẹ ơi, chị Tấm làm cái món gì mà cầu kỳ thế nhỉ? Món này mẹ cũng chưa thấy bao giờ. Tiếp đến thì sẽ cho cà rốt, dưa chuột, trứng và xúc xích. Nhìn nó làm cái gì? Bà Sáu Kế, trộm là thưởng sách con ạ. Trộm là thưởng sách con ạ. Mình sẽ cuộn vào nha. Cuộn tròn và chắp tay vào. Lấy đi. Mỗi người một cái. Được rồi. Cuộn nhanh không nó biết. Vậy là xong một cái rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cuộn thêm vài cái nữa rồi đem cho hoàng thượng thưởng thức nha. Ui. Mẹ ơi, con thấy chị Tấm cứ cho linh ta linh tinh vào, cuộn lại là ăn được ngay. Có khi lại thế đấy. Mẹ con mình làm hai cái, chắc chắn hoàng thượng thích. Chắc chắn hoàng thượng thích. Hoàng thượng có câu thơ trộn hết vào nồng thắm tình yêu thương. Chắc chắn trộn hết cái này vào là yêu thương lắm đấy con ạ. Con nghĩ thế đấy. Mẹ nghe nói trắng nát, trắng nát mặc dầu tay kẽ nặng. Đi luôn. Chị trả đỡ. Con. Thời gian cũng muộn rồi, mọi người đâu chắc sắp tới rồi. Đây hoàng đây thượng. Đây rồi. Cô dâu của hoàng thượng đây chứ đâu. Dạ đây, chàng ăn thử miếng nào. Rong biển à? Khá khen. Ừ đúng rồi, ăn thử miếng đi để em bón cho. Ui, đảm bảo. Cây quá ở nhà kia. Nấu món gì mà sao cay thế hả? Đúng rồi đây. Thế chẳng phải là chàng thích ăn cay mà Mỹ. Nghe đồn như thế còn gì nữa. Em răng nát nó luôn. Cây này để bỏng mồm mà. Bỏng đâu mà bỏng. Còn cô? Dạ. Nên nấu món gì đây? Có, nhưng mà với ta thôi. Còn hoàng thượng chắc chắn vừa miệng. Wow, trông thật là hấp dẫn. Nhưng mà có cay không đấy? Trông đẹp cái mắt thôi, chắc ăn không ngon đâu. Chắc là vui chết tuyệt 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 luôn. Được rồi, để ta thử. Wow, món này tên là gì vậy? Hả? Ngon quá. Khả năng con mất anh hoàng rồi mẹ. Thôi về mẹ làm món khác cho con nha. Giờ ta tuyên bố, ngươi sẽ chính thức làm vợ ta. Đó là... Đây, là con cám. Là con cám. Tấm, chúc mừng. Kết quả cũng như vậy cô ạ. Không thay đổi được gì đâu. Thì đi về, bình biển tình yêu. Cảm ơn hoàng thượng đã cho ta một cơ hội. Nàng xứng đáng mà, cố gắng lên. Nhờ có món kim bát mà Tấm đã lấy được chồng rồi đấy. Nhìn đây này, chống tay vào đây. Đưa lên. Quỳ cái mông ra. Mồm tươi tươi lên. Đúng rồi, mẹ mẹ mẹ. Chị Tấm, sao sao sao. Éo lên một tí nữa. Được chưa, được chưa? Đúng rồi. Xuống đây coi. Đâu? Đã rồi đấy. Con phải chuyển trẻ luôn. Luôn đi con. Chuyển trẻ. Làm luôn. Xem bản tin hôm nay có gì hot không nào. Wow. Wow. Xin thầy dạy. Mà xin thầy dạy. Thả tim cô gái này mới được. Suốt ngày suốt đêm thế này, biết bao giờ cuộc sống mình mới khấm khá đây. Ê, ông ơi, thế mình đi đâu đây?
đi đến nhà mẹ ghẻ để tao còn lấy vợ. Con mày lắm rồi á. Hả? Lấy vợ? Kén rể à? Hay mình đến đó kén rể? Hợp lý. Mình làm cái gì đấy cắm? Con mặc bộ này cho nó khác. Không người ta nhìn thấy con đẹp quá lại không cưới chị ta thì tội. Mày á, lắm trò vừa thôi. Mà sao á, đăng đàn từ sáng giờ mà chưa thấy con ma nào đến thế? Hay Facebook của mày flop rồi? Nè em ráp đấy, Facebook của người ta một khi cảm nổi tưng bừng ai mà chả biết. Ui. Đây rồi, đây rồi. Hey, Shilini. Thằng này, ông lại đi đâu đây? Tao đến, tao lấy vợ. Ây dồi ôi, chúng mày chịu tao kiểu gì đây? Hả? Tao trừ lương thằng này, riêng mày thằng này trừ lương nha. Trừ lương nó đi ông ạ, ông đừng làm thế ông ạ. Ông ơi, nhìn kìa. Ui giời, cái ông già này đã già rồi còn thọt. Lên đây làm gì? Không ai lấy ông làm chồng đâu. Go home, go home. À, lại bọn nhà quê lên phố à? Mày dám khinh thường tao à? Bọn này bỏ ra để tao xử mày. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông đã yêu rồi còn ra gió. Mày nhớ mặt tao đi. Ông ơi, ông thọt nhưng mà ông có tiền nó lại khác. Ừ, còn thằng này thì, ui giời ơi. Ôi giời ơi, có khác gì thằng nhà quê không? Thôi, chú nghe anh, cầm tạm 2 đồng về ăn sáng. Chứ chú lên đây không có cửa đâu. Nhá, cầm lấy. Đi đi. Đúng rồi. Nhá, cầm lấy. Về anh đi, về đi. Về đi. Em gửi anh. Ồ, tuy em nghèo. Này. Nhưng mà em không thiếu tiền. Cơm em ăn ngày 3 bữa. Em chơi, đến chơi, đây chơi, chơi. Để kén rễ. Chơi thì vào đi. Nghèo. Cái người này nghèo mà đến đây làm gì? Đông đủ rồi thì bắt đầu cuộc thi. Ê, ê, để con, để con. Thưa mẹ vợ tương lai à, con cũng không thi trước. Ngươi có gì để mà cưới con gái ta? Con á, không có gì nhiều. Một gian nhà 8.000 thước chỉ để con tập thể dục. Nhà 8.000 thước với hơn 100 phòng và 50 người làm, mẹ ơi. Và đặc biệt, chiếc ô tô này sẽ dành cho mẹ chỉ ăn với lái và đi chợ thôi. Ê, ngồi ở trong này, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, quỷ không tới môi, điều hòa mấy chiều mát rượi rượi luôn. Con không chỉ có nhà, có xe và có tiền, đặc biệt là có hồ cá coi 1.000.000 đô chỉ dành cho mẹ ăn câu thả cá, giải trí các kiểu. Tuyệt vời, tuyệt vời con ơi, tuyệt vời. Sao sao tuyệt lắm. Mẹ, đi 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 đi. Còn cái anh mà đeo cái bòm kia thì có gì nói đi đâu? Con á, con thì có đấy, cái này là cái gì? Cái này á gọi là cái máy ủi. Mẹ cứ lái đi, mẹ con mình ngày ngày cứ 3 cuốc thế này là đủ ăn rồi đó mẹ. 3 cuốc mới đủ ăn? Mày điên à? Mày điên à? Tao không thích làm việc đâu, tao chỉ thích ăn chơi và hưởng thụ thôi. Thế mẹ chưa nghe câu à? Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn á? Thì chỉ có ăn mùi chỏ thôi. Không cày cuốc, không làm việc, không làm gì hết. Tao không muốn khổ, tao chỉ muốn ăn, tao chỉ muốn chơi thôi. Hiểu chưa thằng kia? Ông mẹ sao đấy? Thế mày để cho con tắm nó lấy về, nhà mình á đi cặp đất mà ăn à? Ai ai ai, không 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 không, đúng rồi đấy, lấy nó về chỉ có chịu khổ thôi. Đúng rồi, tưởng này mà lấy về biết làm gì mà ăn. Mẹ đừng vội nhận định như vậy, con còn một tài sản nữa. Có cái gì? Cái gì? Chắc là ngô với sắn đấy mẹ ạ. Dạ thưa, đây chính là vật gia truyền của nhà con. Dạ, nghìn năm tuổi. Ô mẹ mẹ, con nghe nói mấy vật mà nghìn năm tuổi tiền bạc không mua được đâu. Không mua được á? Wow. Đúng vậy, nếu món đồ này quy đổi ra tiền á thì số tiền đó phải để chết một con thôi. Thế thì bán lại đi. Trời ơi, thôi mày đừng có nói phép nữa. Nhìn ông mày biểu diễn đây này, bỏ ông xuống, để ông xuống đi. Ây ây ây, ông ơi, ông đưa này. Trời ơi, ông ta lại bốc phét nữa chứ gì. Hê, để tao. Hay quá ông ơi, nhiều bạc quá. Ôi, chừng bạc giả đi, đúng không? Cái ông này đã que rồi còn đi kết quốc. Bạc giả rồi. Quả này em nặng quá mẹ. Cầm nốt đi này. Các thí sinh của chúng ta rất cân tài cân sức. Đúng rồi, bây giờ đến thử thách thứ 2, bắt đầu. Đây là phần thi sức hút. Được đấy. Cô hút được không? Phần thi rất đơn giản, là chỉ cần hút sạch sẽ cái chai nước này. Phần thi này á, ông thắng chắc. Ông phải thắng. Ông già rồi làm sao bằng bọn tôi. Thôi không luyên thuyên nữa. Cuộc thi cuộc chính thức bắt đầu. Toàn nhảy mà không mẹ thôi.
Ui, bắt đầu rồi. Ông ơi, uống đi ông ơi. Cố lên ông, cố lên ông, cố lên. Còn lấy vợ nữa. Cố lên. Cố lên. Lấy hết kệ gì chứ. Ông uống đi, ông uống đi ông ơi. Uống đi. Trật tự nào, để ông uống. Ôi, dạ, dạ, dạ. Đổ chậu cho nó nén nha. Chắc. Đừng có mơ. Nhìn to khỏe, nhưng chưa chắc đã ai đâu. Cố lên đi ông, chúng nó sắp không xong rồi kìa. Đây, đổ thẳng cho nó nét nha. Cảm nhận của đây là sắp hết chai rồi đấy. Đâu, đi giải quyết cho ông ra. Đi, nhanh lên. Cố lên. Mọi người cố lên nha. Thời gian có hạn, sắp hết rồi. Lên lên, lên lên. Chú Tây ơi. Chú ơi. Chú ơi là mạnh tinh của mi. Đúng rồi. Có sức hút kỳ lạ nhất thế giới này luôn. Tôi hút như thế nào kể tôi nha. Hai người đi ra, không tôi mất rồi bây giờ. Ôi trời ơi, tôi là tôi thấy ông hút khỏe quá. Đúng rồi. Tôi khen, tôi học hỏi kinh nghiệm của ông đây. Mấy người này, đi ra chỗ khác. Ủa mình sang nước Tây á, uống rượu ăn ngon lắm luôn á. Chỗ không có không? Thế nào cũng giàu con nhà. Đúng mà. Ôi trời, mẹ bố gì đây? Làm sao đây? Ôi trời ơi, tự nhiên la hét gì nhớt lên kìa. Không hiểu gì hết. Mẹ bố ơi, làm sao ấy, bị sao đây? Ôi trời ơi, tôi không biết. Tôi tập trung ở đây đi mà. Gì gì sao đâu? Đi ra. Nhìn giả thôi mà. Nhìn giả? Đứa nào? Là hai đứa chơi hết tôi đi. Hả? Ui trời ơi, ra là nhìn giả. Cả thời gian. Đi xong đi. Đây, thì tôi nói nãy giờ không hiểu chứ. Ê, ông ơi. Đây. Thôi ông ơi. Đi ra. Gì tầm này nữa. Làm thiên tôi nói nhiều rồi. Ông ơi, sắp hết chưa? Mày cứ tìm được không? Hai người cố lên nha. Ta hãy bảo. Hai người cứ thông thả thôi nha. Ta chấp hai người hút trước. Mày, mày cũng đi à? Mày đặt chấp bọn ta hả? Kệ nó, hút đi ông ơi. Thời gian sắp hết. Còn 5 phút. Cố lên, cố lên. Chắc chắn mình sẽ giành chiến thắng. Này, hình như của tôi hết rồi. Này, hình như của tôi hết rồi hay sao? Uống chả thấy tí nước nào cả. Toàn không khí. Của ta cũng hết rồi thế tôi thắng. Mẹ ơi, còn thắng, còn thắng. Hết chưa? Đã xong rồi. Đi ra kiểm tra. Đi kiểm tra đi. Nhanh thế không biết. Mẹ ơi, con là con thắng rồi đấy. Con hết đầu tiên nha. Để ta xem nào. Hết rồi hả? Vâng, con hết rồi. Để mẹ kiểm tra. Chắc chắn là còn cái chai không. Ừ, đây là hết đi. Rõ ràng con hút không còn tí nước nào. Ôi trời ơi. Mày nghĩ của ta mới là hết rồi. Rõ ràng người hút hết rồi mà. Bà xem nhanh cho tôi. Của tôi hết rồi. Con trẻ. Ôi. Rõ ràng tao hút hết rồi mà. Ai chị người này nhé, kiểm tra con đi. Độc lạ bình dương à, uống hết rồi cơ mà. Ây xa. Tên này hút khỏe đây. Được. Sao cái thằng này uống nhanh thế? Ông có giỏi chuyện trò gì không đấy? Người thành công luôn có lối đi riêng. Ồ, ở cái đầu. Ai mà chẳng có đầu. Phần thi thứ hai, anh Nơ đã thắng. Phần thi cuối cùng do em Mộng Thiên Cam đây đề ra. Ồ, nói nhanh đi. Em nói nhanh nhanh đi, mất thời gian quá. Sốt hết cả đồ, đúng rồi. Luật chơi rất đơn giản. Ở đây em có một cốc nước và một tờ tiền. Để cốc nước lên tờ tiền, ai có thể rút tiền ra mà không làm đổ cốc nước thì người đó là người chiến thắng. Mọi người đã rõ luật chơi chưa? Rõ rồi thì thi. À, đây, nhìn đây này. Mời. Ông thi trước luôn. Chắc gì đã thắng. Ồ, đây, làm cái này kiểu gì đây? Ở bên Liên bang Nga, người ta chưa làm cái này bao giờ đâu. Không làm được á, thì đi thẳng về nhà. Đi về nhà luôn đi. Luôn đi. Sao không được thế? Bên này, cứng thế. Kiểu này thì... Này, này, không thể làm được. Thế còn gì là thi nữa. Quyết tâm một phát luôn đây. Ôi giời ơi, lúng túng thế kia thì ăn cái giải gì. Về luôn đi. Ông đừng cười ông ta. Ông cười thế đấy. Quả này á, chắc chắn được. Thêm thi nữa. Ui giời ơi, quá là kém. Nhìn ông thể hiện này. Đen thôi. Đen cái gì? Mày im. Cố lên trò nha. Trò này ông chơi từ khi mới trẻ. Quá vậy. Thế á.
Mày hả? Tao phải rút được mày ra. Sĩ giỡn, nói tao mới phép. Về đi ngủ đi. Xuống đi. Người tiếp theo. Chỉ được cái bốc phép. Hai ông, chống mắt lên mà nhìn tôi thể hiện này. Rồi, bốn mắt nhìn luôn chứ sợ gì mà. Cái tên nghèo này làm nhanh lên nhé. Leo nghèo, leo nghèo lại. Từ từ, mọi người đã có quy định thời gian đâu. Chiều dài, trừ đi chiều rộng, cộng chiều ngắn thì ra rồi. Ra gì kể tôi. Không biết cái thằng này làm ăn được gì không đây. Mẹ chỉ thích cái vali của nó thôi. Kim cương. Này cô có đói không? Chắc từ sáng giờ đói lắm rồi nhỉ. Ôi dạy, tuyển trẻ từ sáng giờ chưa ăn được cái gì hết á. Không phải mua chuột đâu nha. Làm được mới thắng. Biết rồi. Rồi cô sẽ biết. Nani? お前はもう死んでいる。 Nhưng vẫn còn một cách. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Ừ, ta biết rồi, ngươi tìm kỹ vào. Cẩn thận đây hoàng thượng. Ngài hãy đi tìm cây nhân sâm ngàn năm trong khu rừng đó mới cứu sống được cô ấy. Nô, đi thôi. Nô ơi, tìm cây hướng đó nha. Ta tìm bên này. Nhất định Vân ta hả? Phải tìm được nhân sâm để về cứu Tấm. Tấm ơi, đợi ta. Hoàng thượng ơi, ở đây khó tìm lắm, không dễ đâu. Không biết ở đây